Thế anh xin chào mọi người nhé. Một chiếc xe ngày hôm nay các bác sở hữu thì chúng ta có thể đi mãi mãi không bao giờ sợ lỗi thời con nhé. Một mẫu xe form dáng đẹp mãi với thời gian luôn. Một mẫu xe sang chất lượng của Mỹ, thương hiệu Chevrolet các bác nhé. Phiên bản số tự động. Đó, chiếc xe với cửa tiền hơn 200 triệu đồng thôi. Tổng thành sơn xi đây, rất là đẹp này các bác này. Một mẫu xe form dáng này, thiết kế này cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Chúng ta sở hữu thì đi mãi mãi không lo bị lỗi thời lỗi mốt luôn. Chiếc xe được mang tên tư nhân biển Hải Phòng, tổng thanh sơn xi có form dáng đây mọi người. Em quay một vòng quanh xe để mọi người cùng tham khảo này. Rất là đẹp luôn các bác này. Chiếc xe thì cam kết cho mọi người là không lỗi nhé, không có tai nạn đâm xôi ngập nước nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Đăng kiểm của xe thì tới tháng 6 nhé các bác nhé, 6/6/2022, tháng 6/6/2022. Bộ mâm nguyên bản 5 chấu này, bộ phanh này rất là đẹp này, phanh đĩa ABS bóng đánh nhé, túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện, các tay lắm này, chân bình kính được mạ chrome này, sản xuất năm 2010 các bác nhé. Đấy, một mẫu xe là đàn em của dòng xe Daihatsu City CDX. Và chiếc xe này thì được thương hiệu Chevrolet thiết kế và khắc phục tất cả các ưu nhược điểm của những dòng xe đàn anh đi trước, nên là chiếc xe với chất lượng sẽ chắc chắn khẳng định với các bác là sẽ hoàn hảo hơn những dòng xe đàn anh đi trước rất là nhiều, kế thừa được những ưu điểm của đàn anh đi trước và khắc phục được tất cả các nhược điểm, nên là dòng xe này sẽ rất là hoàn hảo, chất lượng sẽ rất là tốt, thì các bác yên tâm nhé. Dòng xe Cruise này thì rất là lành rồi, cực kỳ là lành rồi, siêu lành rồi. Thiết kế form dáng thì giống y hệt như những đàn anh đi trước thôi, của những dòng xe CDX thôi. Đấy. Form dáng thì được kế thừa rất là đẹp rồi, form dáng của dòng CDX thì rất là đẹp rồi. Này, xe này vẫn được kế thừa những dòng những form dáng thiết kế của những dòng xe đàn anh đi trước. Và những ưu điểm của đàn anh đi trước thì được kế thừa, còn những nhược điểm thì được mẫu xe này khắc phục rất là tốt các bác nhá, được khắc phục rất là tốt. Nên là chiếc xe này chạy rất là lành luôn, cực kỳ là lành luôn, không có hay bị lỗi hỏng vặt hay là lỗi điện đóm linh tinh đâu các bác nhá. Nên các bác hoàn toàn yên tâm. Chevrolet Cruze là một trong dòng xe cực kỳ lành. Âm thanh xúc bát này, bác chủ xe độ đập tức được luôn. Sedan hạng C. Đấy, rất là rộng rãi rồi. Các chi tiết của xe thì rất là đẹp luôn. Với cửa tiền 258 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được chiếc Chevrolet Cruze sản xuất năm 2010 này. Đây, màn hình thiết kế đằng sau này. Mà em cũng chưa thử, không biết là có còn dùng được không. Ngoài trần nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ này. Đây, dàn lốp Bridgestone các bác nhá. Khe đánh rất là dày luôn. Hệ thống khung gầm sàn của xe đây các bác nhá. Đấy, không mục ngọt một chút nào nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đây, khung gầm sàn này. Sản xuất năm 2010, cửa tiền 258 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được chiếc Chevrolet Cruze phiên bản số tự động 1.6 này. Một chiếc xe form dáng thì gần như là đi mãi mãi không bao giờ lỗi thời lỗi mốt luôn các bác này. Rất là đẹp đúng không ạ? Cảm biến va chạm lipo. Màn hình cam lùi. Khóa khiển theo xe. Đấy, sơn xi màu đen rất là đẹp rồi. Mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Thế Anh nhé, theo số điện thoại 0354 152 888. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bình Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đây, gương kính chỉnh điện tắp lô tắp đi đây. Âm thanh này. Gạt mưa tự động. Đây, thiết kế phần đồng hồ đây. Đầu hãng rất là xịn xòa các bạn này. Màn hình hãng rất là xịn xò, trang bị 2 túi an toàn, cảm biến va chạm đây. Em sẽ cho các bác tham khảo phần khoang máy nhé. Khoang máy để em nó của em nó đây. Máy đổ rất là êm đúng không ạ? Không giật một chút nào luôn. Máy khô, không chảy dầu mỡ, không hơi thừa. Số thì nhảy rất là mượt luôn. Đấy, một chiếc xe cam kết cho các bác là không một lỗi nhỏ luôn nhé. Máy rất là êm và chất luôn. Đấy, cửa tiền 258 triệu đồng thôi. Mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Thế Anh nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.